đọc cho thầy ngày tháng năm sinh giờ sinh. Ngày con là âm là ngày 9 tháng 8 năm 1985. Dương. Dương là 23 tháng 9 năm 1985. Mấy giờ? Tầm khoảng 11 giờ trưa, hơn 11 giờ trưa. Rồi. Dạ. Con làm nghề gì? Con là kỹ sư xây dựng ạ. Ồ, kỹ sư xây dựng à? Dạ vâng. Kỹ sư xây dựng. Ngày 23 tháng 9 năm 85 là ngày mùng 9 tháng 8 đúng không? Dạ, mùng 9 tháng 8 âm đấy. Bản mệnh là Hải Trung Kim, cục là Thổ Ngũ Cục. Con sinh vào giờ Ngọ. Sinh giờ Ngọ thì bản mệnh là Cự Môn, thân chủ là Thiên Tướng, mệnh chủ là Cự Môn. Cự Môn thì ăn nói khôn khéo, quyển biến lắm. Sinh ra thì con được âm dương thuận lý và lại được cái bản cục sinh bản mệnh nữa. Bởi vì mệnh Thổ, cục của Thổ mà bản mệnh là Hải Trung Kim mà. Thổ sinh Kim nên là sinh ra hợp âm dương, hợp ngũ hành nhá, đấy là cái điều tốt nhất. Việc nữa là lá số Nam là có mệnh Thái Âm. Mệnh Thái Âm ở cung ở sao Nam thì hơi có chút yếu mềm một chút đấy. Không được mạnh mẽ lắm bởi vì Thái Âm là sao của phụ nữ. Và về sao của Thái Âm thì tính tình thì tuổi trẻ thì hơi nông nổi tí, hay thay đổi, thích mới nới cũ. Đúng rồi, nông nổi. Tính tình thì thông minh nhưng hơi gương ngạnh, bướng bỉnh. Đó. Và rất ngoan cố, ít người bảo được con lắm. Thích du lịch, thích ăn chơi. Nhưng mà đa sầu đa cảm, thương ai thương hết mình. Và cái sao Thái Âm là cái sao mộng, mơ mộng lắm, không bền trí, mơ mộng, chóng chán. Sau trước 33, 35 nhá. Còn chơi được mơ mộng được 2 năm nữa thôi. Bản mệnh con là có sao Lộc Tồn, là cái sao mà nói về cái Lộc Tồn là nói về tài chính tiền bạc, mà nó đóng tại cung mệnh thì rất là thông minh và về trong việc tổ chức kiếm tiền, có nhiều sáng kiến, biết quyền biến theo hoàn cảnh và có nhìn được nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm. Vì sao Lộc Tồn này là cái sao tốt cho công việc kiếm tiền và tài chính. Có sao bác sĩ tại mệnh là cái sao mà giải trừ bệnh tật tốt. Đó, nó giúp cho mình được giải trừ bệnh tật này. Có sao hữu bật là cái chòm sao của chợ tinh, nó đóng tại cung mệnh, nó là chuyên phò tá giúp đỡ mình. Và sao hữu bật này nó làm cho con là người sẽ sớm có công danh hiển đạt, là có nhiều người trợ giúp cho mình, vì có sao hữu bật và tả phù chiếu mệnh. Sao hữu bật của con nằm cung mệnh, còn sao tả phù thì con nằm cung tài bạch. Tả phù mà nằm cung tài bạch thì dễ làm giàu và luôn gặp được quý nhân phù trợ cho việc tiền tài sau 35 tuổi. Sau 35 thầy. Sau 35 kiếm tiền được rất nhiều phương diện khác nhau. Đấy, thì có tả hữu chiếu rồi nhá. Lại con là có tròn sao Quang Quý nữa, Ân Quang Thiên Quý. Tròn sao Ân Quang Thiên Quý là cái tròn sao cứu nguy phò tá, và nó là Ân Quang Thiên Quý, nó là phúc tinh và nó làm cho cái ý nghĩa về sức khỏe tốt, trường thọ và có phúc đức và được Phật che chở, được Quan Thế Âm Bồ Tát che chở cho. Biểu hiện của sự con là có sự giúp đỡ của Quan Thế Âm Bồ Tát nhá. Rồi sao Thiên Giải là cái sao cũng cứu nguy phò tá, nó nằm tại cung mệnh của con, nó giúp cho con giải trừ tàn ác, trừ hung ác và có cho tăng tuổi thọ cho mình với sao Thiên Giải. Mệnh Nam này có sao Tăng Môn nữa. Sao Tăng Môn mà tài mệnh là cái người mà thâm trầm, và con là người tương đối chịu đựng và đeo bám. Sau 35 tuổi là thích cái gì là đeo bám đến cùng luôn, vì sao Tăng Môn là sao chịu khó. Rồi sao Hóa Kỵ. Sao Hóa Kỵ tại mệnh, sao Hóa Kỵ này chú về thị phi nên là hay đôi có lúc mình hay bị nhầm lẫn này. Rồi sao thị phi là cái sao này nó hay mang cho mình nhiều thị phi và rắc rối trong công việc, và nó ngăn cản cái sự phát triển về mặt học hành cũng như công việc của con rất nhiều, vì sao Hóa Kỵ này. Và cái dòng sao Thái Âm mà gặp Hóa Kỵ tại mệnh ấy là chủ về người có nhiều mưu kế, rất lắm mưu nhiều kế. Đấy. Có sao tai sát nằm cung mệnh cũng là cái sao làm cho bệnh tật hung hiểm, nó làm cho mình có nhiều cái tai nạn tai họa ập đến, cung mệnh của mình không tốt, tai sát. Con là một người thân cư mệnh, những người nam mà thân cư mệnh thì có chút bảo thủ và không gặp phải gặp những người thật là giỏi về lý trí, về lý luận thì con mới theo đuổi được. Bởi vì bản thân con là người có óc kinh doanh và khéo tay và cũng biết nhiều thứ, mà thân cư mệnh nữa là đôi lúc hơi bảo thủ nên ít người nói con nghe được lắm. Cả nhầm nhầm. Thế là cung thiên di của con là có sao thiên đồng hãm đấy. Sao thiên đồng mà hãm nằm cung thiên di này là nói là hay phải xa nhà, hay gặp nhiều chuyện phiền lòng đấy, sau này là mất cũng là xa bản quán, xa cái nơi mình sinh ra đấy, vì cái sao thiên đồng hãm này đây. Rồi lại có sao phi liêm là cái sao mà dao kéo nó đóng tại cung thiên di nữa, nó đi ra cẩn thận nhá. Nhưng rất may là phi liêm đi với bạch hổ thì đến cái đại vận tốt. Phi liêm bạch hổ hóa tinh này thì phát nhanh lắm, nhanh phát gọi là hoạch phát bất ngờ. Rồi cung quan lộc của con có sao thiên lương. Sao thiên lương mà nằm cung quan lộc nó chủ về cung làm một công việc gì đấy chuyên nghiệp, chủ về chuyên nghiệp, ví dụ như là làm một cái gì đó lành nghề thì rất tốt với mình. Và sao thiên lương này là giỏi về khả năng tổ chức, có tài tổ chức, và sau 35 tuổi thì nó sẽ phát triển tốt, bởi vì cung quan lộc của con nó gặp triệt nên là trước 35 là không phát triển được công việc giống như những người xe ấy. Mặc dù có hóa quyền làm cung quan lộc là cái chòm sao tốt cho quyền lực, chức sắc và khả năng lãnh đạo, rồi diễn thuyết, rồi dẫn dắt mọi người, nhưng nó đi với cái sao thiên lương bây giờ nó đang bị triệt ấy, nên là nó chưa làm cho mình lấn lướt được người khác và vẫn đang ở dưới tay nhiều người lắm. Rồi có tam, đúng rồi, có tam thai bát tọa nằm cung quan lộc cũng là cái chòm sao mà dễ kiếm tiền và dễ có tiền sản, tức là an nhàn đấy. Sau này cũng là người an nhàn trong cái việc công việc không quá phức tạp. Cung tài của con thì có thái dương hãm, nhưng mà rất may nó lại gặp tuần thì nó lại hay, nên là cũng là chủ về tiếng tăm này, chủ về khả năng học thức và để kiếm tiền. Ngoài ra thì con quốc ấn làm cung tài thì dễ dựa vào nhà nước ấy, để các chính sách của nhà nước, rồi làm hoặc làm trong cái đơn vị nhà nước để kiếm tiền cũng dễ. Và thiên mã nằm cung tài thì cũng là cái sao mà dễ kiếm tiền nơi xa nhà, lại lập độc tồn tại mệnh nữa, nên là đến cái vận tốt sẽ làm ăn buôn bán rất nhanh, có lợi. Nhưng mà bây giờ thì trước 35 thì cái nguồn tiền con kiếm được nó không ổn định và chủ về lưu động để kiếm tiền. Không nó con đi làm 9 năm rồi chẳng có gì, nhiều con đường đi làm 9 năm rồi thằng tài chẳng có gì. Đúng rồi, lại thêm cái thiên vu là nó là cái sao thăng giáng thất thường, nó nằm ở cung tài bạch nữa nên tiền tài thất thường lắm, lúc có lúc không. Về cung đấy là ba cái cung mạnh nhất trong cái lá số của con là mệnh tài quan thì nó như thế. Đấy, thì còn con cung nữa là cung phúc đức của con thì xấu quá. Phúc đức là cự môn hãm địa. Sao cự môn hãm là nói đến gia tiên là nhiều người là mất trẻ này, mất sớm này, giảm thọ này, rồi họ hàng thì ly tán này, anh em thì thù ghét lẫn nhau này, và nó làm cho nhiều người phần âm với nhiều âm người nằm trong tù ngục, không giúp đỡ được con cháu. Lại có phục binh nữa, hãm địa nằm cung phúc, rồi là địa không địa kiếp chiếu nữa, nó nói lên là ở cái dòng họ của mình ấy là có thầy, ngày xưa có người làm thầy và không giải hết được âm binh, con cháu bị âm binh nó bám quấy phá làm cho không gặp may. Bên đấy là bên đằng mẹ con hay là bên đằng bố? Trong lá số này nó nói là đằng bố con. Nên là ở quê nhà cái đất cũ ấy là hay bị trộm cắp, hay bị hàng xóm dòm ngó cản phá không tốt. Cùng phụ mẫu thì cha mẹ để có thiên hình chiếu nữa, quan phủ nữa, là nên là cha mẹ cũng xung khắc nhau luôn, hay mắc tai họa hình tù đấy, quan tống kiện cáo lẫn nhau không tốt. Linh tinh như kình dương đóng cung này nữa là cha mẹ là mâu thuẫn không hợp nhau. Về cung huynh đệ thì tốt, cung huynh đệ có tử vi thiên phủ là cái chòm sao vua đóng ở cung huynh đệ, nên là anh em sau này là giàu sang quý hiển và trợ giúp được nhau tốt. Có sao thì con chưa thấy trợ giúp được gì, nhưng mà mấy anh của con thì là tương đối khá. Làm tròn tử vi thiên phủ cung dần là tuyệt vời rồi. Anh thì là khá giàu, khá có quyền chức, nhưng mà chứ không giúp đỡ được gì cho em con thế. Tại vì cung phúc đức của mình đấy, con nó lại là đấy là các anh chị đấy là cùng cha các mẹ rồi. à, cùng cha khác mẹ. Thế là nhập, tại vì nhà con là cung huynh đệ, là có sao tả phù nhị hợp vào cung huynh đệ, rồi đào hoa chiếu của huynh đệ, nên là anh em có anh em chị bảo. Và cái vì nó nằm trong cung phù mẫu này, cha mẹ quan phủ thiên hình là không hợp nhau mà, nên là phải ly tán. Ừ. Rồi sẽ có sự trợ giúp giữa các anh em đối với mình. Ừ. Cái thầy có lưu được thầy Yêm được thầy gửi email với con không? Chúng ta đang online mà. Online là cái file này nó nằm trên mạng internet luôn đấy. Dạ, dạ, vâng. Là có cả lắm. Xem với đường tình duyên con thế nào? Ai chà, tình duyên mới là vấn đề đây. Vâng. Ừ. À, sau này sẽ lấy được một người vợ trắng trẻo, xinh gái, xương lộ, mặt dài và xinh gái, học rất giỏi, thông minh, giỏi giang nhưng mà cứng tính lắm, nguyên tắc lắm, là một người phụ nữ tương đối đẹp, có gương mặt rất là thanh tú và có cốt cách phương phi, có nghĩa là cốt cách của một con người mà sau này là giàu có đấy, đẹp, rồi điệu đà lắm vì có sao hoa cái nằm ở đấy là cái sao điệu đà. Đấy. Rồi có hóa lộc nằm vào cung vợ nên là vợ chồng kinh doanh buôn bán với nhau tốt, nghĩa là kinh doanh tốt và hai vợ chồng là rất hợp nhau để trải qua những các sóng gió của cuộc đời. Thầy mẹ có mất rồi thì thầy có xem được cái phần của mẹ con không nhỉ? Phần mộ của mẹ con hả? Trong lá số này thì thầy thấy rằng là mẹ là mất sớm vì có tang môn hóa kỵ đóng chiếu mẹ ấy. Có một cái sao tai sát là cái sao tai nạn mà mất à? Thì cái mất đấy của mẹ làm cho linh hồn của mẹ rất là chết, nhất là chưa đến tuổi chết mà đã chết nên rất oan. Phần mộ thì không vấn đề. Mẹ con bị cảm mà mất 2015 mà. Phần mộ của mẹ, mất đột ngột. Phần mộ của mẹ con thì không sao nhưng linh hồn của mẹ con thì đang rất là mơ hồ và nó đang ở trạng thái nên năng lượng rất là thấp. Bởi vì chết tai nạn mà. Đùng mắt chết, chưa đến tuổi chết mà chết thì những cái chết đấy nó đau đớn, nó làm cho người ta sốc và khó siêu thoát, vẫn đang còn thương con và đi theo con lắm. Người con là vẫn cứ đi theo con ạ? Vẫn đi theo con. Thế thì như vậy thì tốt hay là sao thầy? Thì con phải có biện pháp để cầu siêu cho mẹ để mẹ khỏi hết bệnh ấy. Thế là cái chạy qua cái trạng thái chết đột ngột, đột tử đấy để mẹ siêu thoát đi thì tốt nhất, xong mẹ phù hộ cho nhá. Thế cứ làm cái đấy thì thầy làm cho con thì để sang tháng con về, con lại đang công tác, con đang đi làm công trình ở trong Nha Trang. Thì khi nào về Hà Nội gặp thầy? Thì lên nhà thầy. Rồi lên nhà thầy giúp nhá. Thầy cho con địa chỉ đó. Rồi con khi ở đây là con lên. Địa chỉ của thầy hả? Nhà số 1 Ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngõ 49 ạ? Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng này. Huỳnh Thúc Kháng. Đúng ra Hà Nội ạ? Thì lên có phải là phải hẹn trước thầy này? Đương nhiên, phải hẹn. Nhắn tin cho thầy. Con lên này con chỉ có phải cúng ở nhà là mời mẹ con lên ạ? Trước khi lên thì con sẽ, thì hôm nào ra được Bắc thì nói thầy sẽ gửi trong cái bài hướng dẫn để mời ra tiên lên nói chuyện nhá. Rồi cùng con của con thì có sao phá quân là cái tròn sao mà con cái sau này nghịch ngợm lắm nhưng mà thông minh lắm, và phá quân miếu địa tài tị là rất thông minh, đẹp vì có thiên khôi. Cùng nô bộc của con có thất sát nên là con chơi được với nhiều người mà có tính như là đầu gấu này, xã hội này, rồi họ rất là dũng mãnh. Đấy, thậm chí là hơi khát máu một chút, bất nhân một chút thì con vẫn là người sử dụng được họ. Có tài dùng người nổi loạn, ngỗ nghịch thì con sẽ có tài dùng tới họ. Đấy, có rất nhiều tay võ biền nằm dưới tay con. Về cung Điền Trạch thì sau này con sẽ có nhiều đất lắm, nhưng mà phải sau 35 thôi. Đúng rồi, Liêm Trinh Thiên Tướng nằm ở cung Điền cũng là cái sao mà sẽ nhiều đất cát, điền sản, cơ nghiệp vững vàng. Nhưng sau 35 nhá. Bây giờ có đại hao nằm ở đấy nên là chưa tốt, cộng với triệt nữa nên là chưa tích lũy được. Nó đang u tối lắm nhưng sau 35 sẽ tốt nhá. Về cung Tân Ách thì sức khỏe con sẽ rất tốt, không có vấn đề gì là yếu cả, bởi vì ngũ khúc cập tuần ở đây nó giữ được cho bệnh tật tốt, nhưng sau này thì dễ bị bệnh hen này, bệnh ho này, lao phổi này, rồi khí quản này, mũi này, mẫn cảm lắm, rồi nghẹt mũi này, đấy là những cái bệnh của con, nó được gọi là bệnh ngoài da, không sợ. Đấy là tất cả 12 cung của con nhá. Và năm nay là con ở cái đại vận là 25 giờ ra đang có sao thiên cơ, nên là con sẽ lấy vợ vào sang năm có người yêu chưa? Con này hiện tại bây giờ thì chưa có ai. Thì sang năm có người yêu này và năm nữa cưới vợ. Dạ vâng. Tức là phải 35 mình lấy vợ được. 34 thôi, 34 thôi. Năm nay cố gắng thì sẽ có người yêu vào tháng 5 âm lịch. Đấy. Là sẽ có tìm được bạn tình rồi và sang năm lấy vợ rồi. Dạ vâng. Tháng 5 34 tuổi cưới vợ nhá. Sau khi lấy vợ xong thì sang cái đại vận phá quân thì con sẽ có hoạch phát về công việc, rất phát triển rất là nhanh. Và công việc lúc đấy là mới thành công rồi, mới tích lũy được điền sản đất cát. Bây giờ là quan trọng quá chị. Bây giờ chưa có gì nữa. Rồi 45 trở ra thì công tiền tài cũng ổn định hơn. Nhưng mà lúc đấy thì về mặt dễ bị tai nạn, dễ bị bệnh, ác bệnh đấy nhá. Bởi vì đại vận 45 trở ra là dễ bị ác bệnh năm 46, 48. Đó. Rồi 5 năm trở ra thì hơi cô độc, nhưng là có lấy vợ thì cũng sống với vợ được đến 5 năm đến năm 64 là vợ mất hoặc là chia tay nhau. Thì ở cái tuổi 5 năm trở ra là cô độc lắm. 65 thì có hạn bổ xẻ, dao kéo, bệnh xương, sức khỏe kém. Đấy. Bây giờ đang đi làm xa nhà. Con bây giờ ngày con thì ngày cầu đường thì cứ bị làm không chỉ. Sao? Cứ bị làm xa. Sao Thiên Đồng làm cung Thiên Di mà đi khắp đất nước hả? Vâng, con thì đi nhiều đất nước là con đi hết rồi. Ngày xưa học trường nào? Trước học giao thông vận tải. Thế à? Dạ vâng. Được cái con tà phù hứng bật chiếu bệnh nên là yên tâm tự thân lập thân được, cũng không cần nhờ quá nhiều người. Mà chẳng qua là mình vận mình cũng chưa được tốt ấy, nên là cũng chưa thành công thôi. Mặc dù 25 tuổi ra có thái tuế mà vẫn chưa thành, bởi vì sao triệt nó đang đóng vào cung quan lộc, nó làm cho mình chưa thành công. Sau này sao triệt nó mất đi là người làm việc thành công tốt, có cái tài tổ chức tốt đấy. Rồi có điều kiện sau này về hóa giải cung phúc đức đi, cự môn hãm, phục binh, rồi quan phù, rồi thiên khốc, rồi không kiếp những sao xấu nào chiếu hết cung phúc đức. Ở đây nó nói lên dòng họ, phần âm dòng họ con kém quá. Xong mà đấy thằng nội con, tại vì mẹ con lấy bố con là mẹ con là vợ hai. Và thế bà cả bà mất thì bà đẻ được 5 anh chị em với một bà chị gái. Thì lấy mẹ con thì đến lúc đẻ con ra 585 là mẹ con là bế con nhà, bố con ở Hòa Bình nữa, nhưng là bế con về Ninh Bình. Thế là cũng, ngày xưa thì chắc cũng không đăng ký kết hôn gì cả, gọi là cũng nên chẳng lấy gì cả, bế con đẻ ra bế con về quê là mẹ là luôn. Thế là gần như là con từ bé lớn là con ở ở ngoại. Từ lúc sinh ra đến bây giờ ở ngoại. Có hỏi thầy về cái gì, về công việc hoặc là cái gì không? Con chỉ hỏi thầy về chỗ này thôi, công phúc đức của mẹ con thôi. Rồi, thầy sẽ giúp con là mời mẹ con lên nói chuyện với con vào khi nào con về miền Bắc nhá. Dạ vâng. Rồi, còn cái bài khấn rồi cách thế nào đấy thầy sẽ gửi email cho nhá. Dạ vâng. Rồi, thế nhá. Dạ vâng.